Sau những ngày đóng giả làm người yêu, Yến cũng rung rinh vì Phong nhưng lại sợ không dám tiến xa hơn. Chuyện hợp đồng hẹn hò bại lộ, Phong, Nhan Phúc Vinh bị Đông, Trọng Lân đuổi ra khỏi nhà. Đông không muốn nhìn thấy Phong thêm phút nào nữa. Phong nấn ná mãi ở trước cửa nhà Yến, ngập ngừng không dám nhắn tin cho Yến. Sơn, Nhật Trường ra về vẫn thấy Phong đứng ngoài cửa. Phong hỏi có phải Sơn cố tình mở bản hợp đồng cho cả nhà xem, nhưng Sơn vờ như mình vô can. Yến, Hoàng Thùy Linh hỏi bố về tình hình của ông nội nhưng ông Trọng, Thanh Bình vẫn giận con gái nên tỏ thái độ lạnh lùng. Đồng cũng trách cứ em gái khi dám lừa cả nhà. Yến nhắn tin xin lỗi Phong, dặn Phong về đến nhà thì nhắn lại cho cô. Phong quốc bộ về thành phố nhưng lại nói dối Yến là đang trên ô tô. Phong về đến nhà đúng lúc Nam, Quang Anh, Linh, Bảo Hân đang ngồi xem phim ngoài sân. Linh cuống cuồng tìm chỗ trốn, sợ bị Phong phát hiện chuyện đang yêu Nam. Chờ lúc Phong đi tắm, Nam mới gọi Linh ra. Linh chưa kịp ra đến cửa thì Phong lại bước ra. Linh giả vờ khóc, nói cô đang buồn và muốn ở lại đây đêm nay. Phong nói Nam đưa Linh về. Phong còn phát hiện ra kính của Linh trên giường nên lờ mờ hiểu ra vấn đề. Yến muốn xin lỗi ông nội nên nhờ Phong hướng dẫn cách làm món cháo lòng. Cụ Mão, nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn thức dậy không thấy Yến đâu lại nghĩ cháu gái đã bỏ lên thành phố. Yến mang cháo lên cho ông, luôn miệng xin lỗi và mong ông tha thứ nhưng cụ Mão lại nặng lời trách móc Yến. Yến khóc nức nở, không biết làm thế nào mới được ông nội tha lỗi. Đông thấy ông nội nặng lời với em gái nên góp ý riêng với ông. Cụ Mão giải thích phải dọa như thế cho Yến sợ để sau không dám lừa mọi người nữa. Đông thì thấy Yến giống hệt ông nội ở độ mưu mô khi hai ông cháu cùng lừa cả nhà. Yến đứng ngoài nghe được vội hỏi ông nội cho ra nhẽ. Yến không ngờ ông nội lại giả vờ ốm khiến cả nhà lo lắng. Yến muốn ông nội phải giảng hòa với mình, không giận chuyện giả vờ yêu Phong nữa. Cả nhà vui vẻ trở lại. Đông mất đi Sơn Ca nên ủ rũ, hẹn gặp Phúc, Long Vũ tâm sự. Đông kể Sơn Ca đã bị làm thịt khiến anh mất hết động lực sống. Đông thấy mình rất cô đơn khi không có gà, không có cả người yêu. Đông muốn nhân chuyện này để Phúc đồng ý cho anh được tìm hiểu Huyền, Quỳnh Lương. Phúc vẫn khăng khăng phản đối, bảo mặc kệ hai người. Đông không biết làm cách nào mới được Phúc chấp nhận. Yến lên thành phố hẹn gặp Phong. Phong hỏi thăm về tình hình gia đình Yến. Phong không làm tròn nhiệm vụ nên muốn trả lại tiền cho Yến nhưng Yến không nhận. Nhắc đến việc hợp đồng bị lộ, cả hai cho rằng không phải Sơn vô tình. Phong hứa sẽ mua đền cho Đông con gà chọi khác và nhờ bố chọc đưa cho Đông. Yến nói Phong đừng xưng hô như vậy nữa và từ giờ cũng không cần quan tâm đến chuyện của gia đình cô nữa. Yến kể lại chuyện cho bạn thân nghe. Dung, Ngọc Anh tin chắc Yến đã rung rinh vì Phong nhưng lại sợ không dám tiến tới nên mới phũ phàng với Phong như vậy. Dung khuyên Yến nên hạ bớt tiêu chuẩn tìm bạn trai và mở lòng đón nhận tình cảm của Phong. Phong cũng gặp Sĩ, Đức Anh tâm sự. Phong nói anh có tình cảm với Yến và được Sĩ ủng hộ. Sĩ không còn nghĩ đến chuyện tình cảm trước đây của mình với Yến, sẵn sàng giúp Phong đến được với Yến.